Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Thesis Sport. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn ba loại chất liệu vải được sử dụng trong việc thiết kế áo bóng đá theo cầu tại Thesis Sport. Loại vải đầu tiên mình muốn giới thiệu cho tất cả các bạn đó chính là loại vải thu lạnh, một trong những loại vải được tất cả các đội bóng sử dụng phổ biến hiện nay. Và cái đặc điểm đầu tiên của loại vải thu lạnh này, khi các bạn sờ vào sẽ rất là mát lạnh và dễ chịu, mềm mịn, trơn láng. Và cái đặc điểm thứ hai của loại vải thun lạnh này, nó không bị nhăn và dễ bị bám bẩn khi các bạn thi đấu. Và cái đặc điểm thứ ba của loại vải thun lạnh này, đó chính là giá thành rất phù hợp dành cho tất cả mọi người, chỉ 199k một bộ. Cái chất liệu vải thứ hai mình muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là chất liệu vải mè Nhật, một trong những cái chất liệu cao cấp hiện đang có mặt tại Thesis Sport. Cái ưu điểm đầu tiên của loại vải mè Nhật này thì nó được dệt theo công nghệ Nhật Bản. Cái ưu điểm thứ hai của loại vải mè Nhật so với vải thun lạnh đó chính là nó sẽ có những cái lỗ thoáng khí siêu nhỏ, tạo cảm giác mát mẻ và dễ chịu cho người mặc. Và cái ưu điểm cuối cùng của loại vải mè Nhật đó chính là khả năng thấm mồ hôi siêu tốt. Và hiện nay giá thành của loại vải mè Nhật này là 219k một bộ. Và loại vải cuối cùng mình muốn giới thiệu cho tất cả các bạn đó chính là loại vải mè Hàn, loại vải cao cấp nhất tại Thesis Sport. Đặc điểm của loại vải mè Hàn này thì nó được dệt theo công nghệ Hàn Quốc, rất mỏng và khả năng co giãn 4 chiều rất tốt. Và cái ưu điểm thứ hai của loại vải mè Hàn này đó chính là khả năng thấm hút mồ hôi gấp 3 lần so với loại vải thun lạnh, rất khác biệt so với những loại vải khác. Và hiện nay thì cái loại vải này không thua kém gì các loại vải Nike hoặc là Adidas trên thị trường với giá 1.600.000 tới 2.000.000 một bộ. Và hiện nay loại vải mè Hàn này được bán với giá là 249k một bộ tại Thesis Sport. Và Thesis Sport cam kết tất cả các loại vải tại đây đều được kiểm định, không bị nhăn, không bị xù, không bị nhão khi giặt nhiều lần. Màu in sẽ không bị bay, không bị trôi và cam kết bảo hành in trọn đời. Khi các bạn là áo bóng đá thiết kế tại Thesis Sport, các bạn sẽ nhận được những cái ưu đãi độc quyền chỉ có tại Thesis Sport. Đầu tiên khi các bạn đặt từ 6 bộ, các bạn sẽ nhận được một gói gọi là miễn phí in tên, số, logo cũng như là họa tiết trên nhiều vị trí thân áo. Nhiều vị trí thân áo có nghĩa là các bạn có thể in logo ở bên phía ngược trái, logo bên phía ngược phải, số áo ở chính giữa, hoặc là logo nhà tài trợ cũng như là họa tiết ở tay áo. Phía sau các bạn có thể in được tên của đội bóng, số áo và logo của nhà tài trợ. Điểm đặc biệt ở đây là tất cả đã bao gồm trong giá thành mà Thesis Sport đưa đến tất cả các bạn. Và ưu đãi thứ hai, khi các bạn đặt từ 15 bộ, các bạn sẽ được tặng 5 chiếc áo lưới Thesis Sport miễn phí trị giá 200.000. Và đối với những đội bóng đặt từ 25 bộ, các bạn sẽ nhận được một túi trống lớn hiệu Mika trị giá 149k và một chiếc áo thủ môn tùy chọn có giá trị 160k, tổng giá trị hai sản phẩm lên đến 300k. Và đối với các bạn và những người đặt đồ đội, các bạn sẽ nhận được ưu đãi trọn đời khi đặt đồ đội tại Thesis Sport. Và những đội bóng, các bạn sẽ nhận được ưu đãi 10% khi đặt đồ bóng đá lần 1, lần 2 và những cái lần kế tiếp tại Thesis Sport. Đối với các bạn ở các tỉnh thành khác gặp một chút khó khăn trong quá trình vận chuyển thì các bạn cũng đừng lo lắng, bởi vì Thesis Sport sẽ miễn phí ship toàn quốc đối với những đội ở các tỉnh thành khác ngoài thành phố Hồ Chí Minh.